Wow, cái cây măng trái măng cầu bự lắm anh xã. Yes, quá lớn luôn. Hello cả nhà, chiều nay hai vợ chồng đi ra ngắm mấy cái trái măng cầu nè cả nhà, cho nên là sẵn dịp sang cập nhật cái mấy cái trái măng cầu của Sang cho mọi người xem ha. Sẵn thì Sang cập nhật cho mọi người xem cái vườn cây ăn trái của Sang luôn. Trời ơi, có cái cặp này là bự nhất à. Trái này to nhất nè. Bây giờ dài, còn trái này là bự. Nó tròn tròn ha, đủ xay. Đủ xay, đủ cỡ hết trơn. Ừ, nó cưng quá à. Năm nay là trái xay nhất trong mọi năm luôn á. Đợt này là hình như là đợt thứ 3. Năm nay là năm thứ 3 nó có trái đó. Mà Sang trồng cây măng cầu này là 5 năm nó mới có trái. Nó mới đậu trái chứ không phải là có trái. Có nghĩa là trước đó nó có bông mà nó rụng hết à. Đó, rồi sau này thì nó mới đậu trái nè. Năm nay là nhiều nhất trong mấy năm. Đó, blueberry nha cả nhà. Blueberry sắp sửa thu hoạch được rồi nè đó. Nó chín, nó tím hết trơn rồi. Sang phải đem nó giấu trong nhà kính à. Tại vì nếu mà Sang để ở ngoài là phải lấy lưới chim chùm lại à. Giấu trong nhà kính này thì mấy con chim nó bay vô đây được. Mình có đậy đóng cửa lại đó. Cái loại này là gọi là Burst Blueberries, B-U-R-S-T đó. Cái loại này là trái nó rất là to. Ồ, thấy không? Trái nó quá trời to luôn á. Nó chín này càng thu hoạch được rồi đó. Bữa hai bữa nó là nó chín rổ hết trơn. Cái lớn. Cái lớn lắm, đó, cái lớn lắm mình nó rất là sai trái nha. Cái này nè. Nè không, nó chín nó không không kịp, nó khô á. Thấy không? Chùm luôn. Này là nó rất là giòn. Sang phải lấy cái tomato cray á. Chống bốn cái cột này lại nè để đỡ nó nè. Mấy cái nhánh này nè nó dễ gãy lắm. Nó nặng nó gãy hết trơn. Khoe với cả nhà là cây cherry. Cây cherry là năm nay nó có trái chín đầu tiên. Cây này sang trồng được đúng 2 năm là nó có trái, năm rồi nó có bông nhưng mà nó bông nó rụng hết trơn rồi, nó không có đậu. Nó không có đậu trái, năm nay là nó quá trời sai luôn nè. Nó cây này sang trồng trong chậu nè được 2 năm. Là hồi đó mua ở trong cái cherry farm á, đi ăn đi mua đi vô farm cherry đó. Rồi ăn thấy nó ngon quá rồi là thấy người ta bán cái cây giống á, mua luôn cái cây này về trồng cho chắc ăn. Nó gọi là Sweetheart Cherry. Nó bỏ mạt nó mất tiêu rồi. Cái này là trái chín năm đầu tiên nè. Cái này là Sang phải quay cái này xong rồi Sang lấy lưới chim Sang chùm nó lại đó. Chứ không thôi là nó đỏ đỏ một chút là chim nó mổ hết trơn rồi, nó ăn trước mình luôn á. Bên đây là cây White Sabote hay còn gọi là cây bánh kem. Có người là kêu cây sabo trắng Nam Mỹ đó. Nó còn ở Việt Nam mình gọi là cây bánh kem. Thì sang cái cây này là cũng năm đầu tiên có trái. Mấy năm trước nó cũng có bông nhiều lắm mà nó rụng hết trơn à. Năm nay nó đậu trái nè, nó đậu được nguyên cái chùm này nè. 2, 4, 6, 9 trái. Bây giờ thì cũng hơi trễ rồi, là lặt hơi trễ chứ đúng ra là phải lặt nhỏ cho nó bớt. Bỏ bớt cái vậy trái nó to nhưng mà này thì nó cũng còn cứng, nó chưa chín đâu à, đó cho nên là nghe nói là nó phải vàng vàng nó mới chín, mình bóp nó mềm mềm nó mới chín. Này là trồng ở trong chậu 125 lít nè. Này là cây ghép. Còn bên đây là cây nhãn này là đây là năm thứ 3 nó có bông nè, mà không biết năm nay là có đậu không. Mấy năm trước á có bông rồi rụng. Còn năm nay là tháng thấy bông tùm lum nè, mà để coi. Ồ, trên đây nó nhiều lắm nè. Đó. Nó vươn cho cao cao một chút rồi, thì một ngày nào đó cũng có thôi, không nhiều cũng ít. Ngày trồng đất nên cơ hội cao. Ừ, trồng dưới đất thì tại vì nó bị cây măng cầu che đó. Cho nên là nó ít nắng. Cây hồng này năm nay là có vẻ sai trái nha cả nhà. Năm nay là bội thu đó. Hy vọng là nó đừng có rụng trái vừa hổng giờ thì Sang thấy nó không có rụng nhiều. Có mấy bữa gió là nó rụng vài trái. Nhưng mà bây giờ là thấy ok nè. Năm nay là có vẻ nhiều trái hơn năm rồi á.
Làm như là có năm này năm kia thì phải. Đúng rồi. Đấy, rồi cái đây này, bên trong đây này, quá trời luôn nè, đó thấy không? Đặt luôn. Đặt luôn. Những cây hồng này nè, lá xanh um. Nó còn nhỏ quá mình cũng không thấy. Tại vì cái này là màu xanh. Mùa xuân mà, nó con trái nó còn nhỏ. Mới tưởng hình được. Mùa hè này đây này tưởng hình nè, từ từ cái đen đen này rụng xuống nè, nó rụng ra đó mới thấy cái dạng cái trái của nó. Lá xanh mướt ha, đẹp ha. Để tốt. Rồi giờ chui vô đây. Cây này là cây cây lê, cây phe đó. Cây lê này sang trồng ở cũng trong cái chậu 125 lít nè. Đó, năm nay bữa nay là cái trái của nó chắc cũng bự hơn con tay cái rồi. Này trồng chậu mà năm nào cũng có trái cũng thấy thương. Không thấy nữa, nhiều trong cho cái mấy cái lùm cao quá không để ý. Bên đây nè, dài dài bên đây nhiều. Còn bên đây là cây chu chu bì, cây táo tàu. Cây táo tàu này bây giờ thấy chưa thấy nó lút cái bông ra nhiều. Melbourne dạo này mưa nhiều quá rồi, lạnh mùa xuân mà giống như là mùa đông vậy đó. Thấy nó cây cấu rồi nó chậm phát triển. Chứ mỗi năm mùa này là cây táo tàu này là bông nó bự hơn giờ rồi, chứ không phải gì đâu nè, đó bông của nó nè. Nó bông nó nè. Nhỏ đó đây. Còn cây này là đây báo cáo cả nhà, cây quýt mà siêu trái mà năm nay thì lại không có trái nào hết. Đó, cây quýt với cây cam mà ghép nè. Lá thì quá trời tốt luôn mà không có trái, thì năm rồi thì nó trái nhiều hơn là lá. Mà năm nay là không có thấy bông. Còn ở trong đây là cây lê. Cây lê Nhật, cây nashi đó. Ồ, trái cũng nhiều. Ừ, trái cũng nhiều quá nè, đó cũng cưng không? Xanh cũng khó thấy lắm. Ở trong đây nè, trong đây và trên đó. Cây nó có nhiều lắm. Đọt năm nay nhiều lắm á nha. Ừ, năm nay nhiều lắm đó. La nhiều lắm. Rồi, everywhere. Mùa mút nó chín vàng vàng mình dễ thấy. Cây này mùa này thì cây trái vẫn còn trái non không à. Cũng khó thấy. Đây là cây táo phu trì nè cả nhà, táo Nhật đó, táo phu trì đó, năm rồi cũng là quằn nhánh luôn. Năm nay là cũng không có trái nào. Lá thì quá tốt mà không có bông luôn. Thì rồi có mấy bông loang ngoang nó cũng đỏ không hiểu đâu. Nhiều khi hay năm là nó rồi lá, che hay gì. Quá lâu, nhiều khi năm rồi đó, trái nó quá nhiều rồi nó kiệt sức á. Hôm nay để nó dưỡng. Cây người ta nói là năm nhiều năm ít là vậy đó, trái á. Còn bên đây này, bên đây là cây kiwi berry. Thấy thương không nè, nguyên chùm nè. Kiwi berry năm nay là sai trái lắm nha. Đó, kiwi berry nè. Dở dở cái lá nó lên nhiều dữ lắm. Cây xanh âm luôn. Ừ. Là dâu kiwi đó, cây xanh âm luôn. Đó, quá trời trái luôn. Cây này năm nay là bội thu kiwi berry nữa nha. Đó, còn lên trên đây là cái dạng nho này nè. Cái dàn nho này sang trồng cũng được 2 năm, là năm nay á, sang buổi sáng này sang ra sang nghía đó là sang thấy có một cái chùm bông rồi nè, hy vọng năm nay mình có nho mình ăn. Đâu rồi anh xã thấy nha, thấy chùm bông không? Năm là năm nay là thấy nó nhú nhú mấy chùm bông giống vậy đó, hy vọng là nó đậu trái nha cả nhà. Còn này là đu đủ, này gọi là đu đủ gì ta? 9 tháng 10 ngày. Đu đủ này trồng gần đúng 1 năm rồi đó. Giờ nó mới hùm hùm mà. Nó lâu chín thì dễ sợ luôn á. Nè, nó mày hái. Sao nó cứng nhắc vậy nha. Nó cứng lắm. Nó để chín thì được á vậy. Nó cứng dữ lắm, nó vuông vuông ngộ lắm nha. Nè. Cái đúng 1 năm thiệt luôn rồi đó, đúng 1 năm luôn á. Mà có trái rồi giờ không chịu chín gì trơn, mình cứ ương ương vậy hoài. Đây là cây bơ nè, cả nhà, bơ sáp nè. Cây hash avocado đó mà bông cũng là năm nay năm thứ 3 đó, mà 2 năm trước là có nhiêu nó rụng hết trơn bông, mà năm nay là như thấy có đậu được trái tươi bé bé đây nè đó nè, có đó thấy đậu trái đó, mà hy vọng nó đừng có rụng, đậu trái cũng nhiều lắm đó. Bông quá trời bông luôn nè, thấy không nè, là có trái trái tí tị nè. Cái tị bằng nửa ngón tay cái.
À, hy vọng năm nay có vài trái bơ để ăn. Đó kìa, chắc là không có rụng đâu. Em cũng bự lắm vậy. Passion fruit cũng ra bông. Passion fruit có bông nè. Ồ, không để ý, bữa hổm giờ không có ra vườn nhiều nè. Bông cái trời nè, đó. Đến đây nè. Ở Brazil thì quá trời bông luôn. Đó. Mà cái cây này cũng vậy nữa nha, nó nở bông đỏ đỏ mình mới để ý, mình mới thấy. À quên ở đây, Sang mới học được một người ở trên mạng, cái anh ông Tây kia ổng cũng trồng ở ngoài Bình, ổng nói cái bông của cái này ăn được nè. Nè cả nhà, cái cánh của nó gì nè ha. Mình bẻ cái này kêu bằng gì ta? Cái cánh hoa ha. Đúng rồi. Cái này là cái nhụy đúng không? Ừ. Cái cánh hoa trắng trắng này nè. Ăn nó ngọt mà nó thơm thơm, cái mùi nó rất là thanh. Đúng không? Đó, anh xã ăn thử coi. Ừ. Đó. Ăn cái cánh trắng trắng này chứ không phải ăn cái nhụy đỏ. Lạ. Ừ. Bữa hổm coi mới nhớ đó. Rất là thơm nha, thơm cái mùi bông á. Vậy là cây này ăn được cái cánh hoa mà ăn được cái trái luôn nè. Ngộ ghê. Mình cắt này mình ăn á, mình bẻ này mình ăn nó cũng đậu trái như thường mà. Đúng không? Ngọt ghê luôn. Cái bông nó lớn rồi nè. Ừ, đó. Bông này cũng đẹp, dễ tưởng bông sim vậy nè. Thấy không? Bông sim mà cũng giống hoa mận ha. Đúng rồi. Đó, này cũng trái dữ lắm rồi nha. Đó. Cây này lớn lắm rồi. Năm nào cũng sai trái hết trơn. Bông quá trời bông. Này dâu tây đầu mùa đó. Dâu tây đầu mùa thấy thương không? Trời ơi, cái này thúi luôn nè, bứt nó dục đi. Chim ăn. Thúi luôn nè, phải bẻ nó ăn luôn chứ thôi là chim ăn đó. Bên này nó là xin. Dâu đó. Thấy không? Đỏ nằm trên đống rơm. Bên đây nữa nè. Bỏ nằm trên đống rơm. Chính rồi mà mấy con chim chắc nó không thấy á. Đó, xây nè, đó. Ôi, trái to không à. Cái loại này là cái giống mà trái to nè. Thấy không? Bên đây nữa nè. Đó. Một chút nữa là mình phải đi vô mình lấy rổ lấy xề mình đi thu hoạch dâu tây tiếp tục đi ngay cả nhà đó. Dâu tây đầu mùa nè. Thấy trái không? Trồng mấy trong mấy cái chậu treo á. Ui bên đây nè. Đổ quét luôn. Cưng không nè. Đó. Nó trời nhiều lên. Quá luôn á. Ừ. Hồi năm rồi trồng mà nó chưa có trái, chắc năm nay nó bự rồi đó. Đó. Năm rồi trồng nó chỉ mới có bụi nhỏ nhỏ à. Cái này là 2-4 chậu dâu tây treo tường nè cả nhà đó. Bây giờ là nó trái nó ra chín đỏ. Thấy thương không? Có cái chậu giữa này hay eo ụt kêu có cái trái nè. Con này nè, cũng đổ quét luôn. Cưng ha. Nho thân gỗ này thì là báo tin mừng cho cả nhà biết là hồi bữa hổm lúc đầu mùa xuân, giữa mùa xuân chứ, Sang có thấy nó ra một cái bông mà một chùm mà có 3 bông là Sang mừng quá trời luôn rồi. Rốt cuộc chắc có thể trái chín đầu tiên á, cho nên là nó không có đậu. Cái khoảng chừng 2-3 tuần sau gì đó nó rụng. Nó rụng, tất nhiên là nó đã tới cái tuổi trưởng thành để có trái rồi đó. Thì hy vọng là năm sau nó sẽ có bông và đậu trái tiếp. Tại vì cây này là tính ra 8 năm trời rồi. 8 năm rồi. Nho thân gỗ này là trồng là rất là lâu có trái. Mà năm nay là thấy có dấu hiệu có cái bông vậy là mừng rồi đó. Này là cây ổi Ấn Độ thì mới nhú cái lá non thôi. Cái ổi này năm rồi cũng trái quá trời trái. Đó, cái cây này là cái cây ổi ruby ruột đỏ. Cái cây này là Sang có thể chắc chắn khẳng định là ổi ruby ruột đỏ. Tại vì của một ông anh quen ảnh cho Sang thì ảnh nói chắc chắn là ruột đỏ là tại vì có người đã ăn cái trái ổi ruby rồi lấy cái hạt trồng rồi chờ được bao nhiêu cây đó không biết rồi cho Sang một cây. Thì ảnh cho Sang được khoảng 2 tháng nay rồi Sang mới sang cái chậu bự bự thấy mùa xuân tới là nó ra lá rồi cái nó có một cặp bông ở đây nè. Tại vì lúc ảnh cho ảnh cũng nói là người ta trồng cũng được, người ta cũng được nuôi cái cây con cũng được 2 năm rồi.
Đó, thấy là nó hy vọng là năm nay có ổi ruột đỏ ăn thử, ruby ruột đỏ đó. Còn cái ổi này là cái ổi Thái. Cái ổi này là cái ổi Thái mà hồi năm rồi mà thu hoạch được một cặp ở trong chậu đó. Thì bữa nay là mới bữa hổm khoảng 2 tuần nay là ông xã sang trồng nó xuống đất. Thì thấy nó cũng có bông rồi nè, cũng ra lá có bông nè. Này là ổi Thái luôn, này là chắc chắn là cái ổi ngon đó. Cái ổi này là cho xuống đất rồi đó. Còn bên đây là cây nho thân gỗ lá to nè. Lạnh quá cũng thấy sơ sát, nên không biết sao mà chưa thấy nhú bông. Cây bên kia thì có nhú đựng chùm bông á. Mà Hà Nội thì năm nay mùa này nó cũng còn trái xanh quá, cho nên cũng quay cũng khó thấy lắm nè. Trong luồn luồn trong đây nè. Đây trái đây. Xịt thuốc vậy mà cũng lại ha, cũng có mấy nhánh cũng có mới bị lá quắn. Có trái lại ra. Trái nó có trái nhưng mà nó mút nó bự, nó chín á, mình mới thấy nó rõ, nó còn xanh quá không thấy. Mùa này thì thanh long chưa có thấy nhú bông gì hết. Chắc phải nóng nóng một chút, mấy nay lạnh quá sao nó ra nổi. Giờ cái vườn phía trước thì bây giờ sang trồng năm nay được 3 cái cây cà thân gỗ cả nhà. Cây này là cây màu cam nè, thì là năm nay nó có trái chiến đầu tiên mà quá trời bông với trái luôn nè. Đó, ở trong nó đậu được chùm trái này nè. Cà thân gỗ. Đó, này là loại màu cam nha. Bông quá trời bông luôn. Cây nhỏ mà có vỏ. Cái bông nó sai quá trời ha. Cây này nó cũng giòn lắm nha, là ông xã sang phải lấy cái cây mà chống nó lại đó. Còn bên đây là cà thân gỗ màu vàng. Cây hồi nãy là màu cam, màu vàng này cũng quá trời bông. Ra bông. Bông nhiều lắm đó. Cây này là cũng phải thay cái cột cao cao một chút nè, để nó mau lớn lắm. Nó mau lớn mà nó gió cái lên gãy. Rồi bên đây là cây ổi bi. Đó, ổi bi này là lúc trước mấy tháng trước sang thu hoạch trái xong rồi đó cái sang mới tỉa gành cho nó, rồi cho nó một bao phân bò dưới gốc á, cho nguyên bao luôn. Mà bây giờ trái nó ra, bông nó ra quá trời luôn nè. Năm nay là cũng là có ổi bi thu hoạch nhiều lắm á. Bông nó đọt non đi. Hồi trồng nó dưới đất giờ nó lên tốt. Lên. Trên đọt non, lá non rồi bông ra quá trời luôn. Mùa này bông cây đẹp. Đúng rồi. Chưa có nóng lắm, cây nó không có bị sốc nhiệt ha. Mặc dù không có nóng lắm nhưng mà mùa xuân giống như mùa đông vậy đó, lạnh chết luôn. Đó nè, cây này bị tím tái luôn nè. Bữa hổm lúc mùa xuân cây này, cây thụ lùn này nó ra xanh đẹp lắm, mà lạnh quá cái nó tím tím này, thấy không? Trái cũng nhiều lắm đó nè, trái nó còn xanh á, mình chưa thấy nhiều. Vài bữa nó khô khô, nó chín nó khô khô á mới thấy nó màu vàng vàng, nó dễ thấy. Bên đây á, thì là cũng là một cây blueberry hồi nãy sang trồng giống cây ở sau đó, nhưng mà cây này cây con còn nhỏ quá cho nên là nó chưa có trái. Nó còn cái cây cóc này nè, cây cóc này là mùa đông á, nó tưởng như cây chết vậy đây ha. Mùa này nhú 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 cái lá ra rồi đó. Vài bữa nào nóng nóng nó mới phát triển nhanh hơn. Cây này là cây mãn cầu ruột đỏ nè. Qua cái mùa đông cái lá của nó bị vàng, nó rụng, cái bây giờ nó ra cái chồi mới. Rồi đây cũng thêm cây mãn cầu. Lạnh quá, gió quá không, lá sơ sát luôn, nhưng mà vài bữa nó rụng thì nó sẽ làm ra cái bút bút mới nè. Nè chồi non nè. Chồi non này nè, thì nó có la luôn cái bông nè, thấy không? Mận. Cái mận này cũng vậy nè, năm nay sơ sát quá. Để ăn trước cái gió quá trời, rồi gió là không thấy nó chưa giờ nào giờ này mà chưa thấy nó nhúng cái đọt mới ra. Sơ sài luôn. Khí hậu khắc nghiệt. Hạnh. Hạnh này thì năm nay là cũng vậy, ra tược non thôi chứ chưa thấy bông, tại vì kỳ rồi quá trời bông rồi. Kỳ rồi trái quá sai. Cho nên là nó cũng giống như cây quýt ăn sao vậy đó. Trái quá trời sai, cái bây giờ năm nay lại không có trái nào hết. Quất. Con này là quất hồng bì. Quất hồng bì thì
bông có bộ nhiều hơn năm rồi nè. Ừ. Thấy không? Nhánh nào cũng có chùm bông hết trơn á. Hy vọng năm nay là có quốc hồng bì ăn. Cây này là cây đào long ruột vàng. Đào long ruột vàng này là sang trồng trong chậu nè. Năm nay cũng trái lai lai. Năm nay cũng có trái lai lai đó. Đó. Thấy không? Đào long ruột vàng. Nó có cái vỏ ngoài vàng, ở trong vàng luôn. Cái lý này thì mùa này là thấy nó nhú tượt nè, mà chưa có thấy nó nhú cái bông. À, có đây nè, chứ không có đây nè. Không? Ờ, đúng rồi ha. À, ở trên bông. Cũng có con trên, có con cái nữa kìa. Được. Đó, đó trên đọc, đó nhìn lên cái nữa đó. Phải có nhú nhú được được hai cái bông đó. Bên đây nữa nè, đó đó đó. Đó. À, đúng rồi. 3-4 luôn. Dạ. Có lai rai, ok. Có một chùm nhỏ nhỏ nữa nè. Đúng rồi. Ôi trên đây cũng là nhiều lắm, nhiều hơn năm rồi. Mày để tưới phân theo cho nó. Ừ, cái lý này nè. Cái lý này cũng trồng trong chậu luôn á. Năm rồi cũng được chùm mấy trái, chưa kịp thu hoạch là nó rụng hết trơn. Rồi mình đi một vòng là cũng cập nhật xong cái vườn cây ăn trái mùa xuân của Sang rồi đó cả nhà. Thì bây giờ là đợi vài tháng nữa sẽ thu hoạch. Đó, Sang tạm dừng video ở đây nha. Sang hẹn cả nhà video sau. Bye bye.